Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Zenzi Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về Ether Channel và cách thiết kế nó trong hệ thống mạng nhé. Như các bạn đã biết thì Ether Channel là công nghệ cho phép chúng ta cấu hình nhiều cổng vật lý thành một cổng logic để dự phòng và tăng băng thông cho hệ thống mạng. Việc cấu hình Ether Channel thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần xác định hai đầu thiết bị hỗ trợ giao thức nào sau đó cấu hình mốt hai đầu tương ứng cho các cổng member là được tuy nhiên trong video này thì mình sẽ đưa ra một số lưu ý để các bạn có thể tối ưu hóa được công nghệ này nhé các bạn cũng cần lưu ý là không phải hệ thống nào cũng có thể áp dụng được tất cả chúng ta cần tính toán dựa trên các hệ thống khác nhau đầu tiên là về giao thức chúng ta sẽ có hai loại cơ bản là static và dynamic trong dynamic thì chúng ta sẽ có lacp và pagp với static thì chúng ta rất khó để xử lý sự cố do các bạn chỉ cần cấu hình một đầu là port channel đã up luôn rồi. Mình sẽ thử nhé. Ở đây thì mình đang có hai switch đều chưa có cấu hình gì. Bây giờ mình sẽ cấu hình static channel một đầu. Đó, các bạn có thể thấy port channel ở trong trạng thái up luôn, dù switch đầu bên kia mình chưa cấu hình gì cả. Do vậy thì bất cứ khi nào có thể, các bạn nên dùng Dynamic và nên dùng LACP. Do LACP thì phổ thông và hỗ trợ trên hầu hết các thiết bị. Với LACP thì nó sẽ có cơ chế phát hiện lỗi trên các cổng và chuyển lưu lượng sang các cổng khác. Và LACP thì có các gói tin LACP PDU để trao đổi giữa hai đầu link. Do vậy chúng ta có thể debug các gói LACP PDU này hoặc nếu một trong hai đầu cấu hình sai thì port channel sẽ không up. LACP thì sẽ có hai mốt là active và passive. Chúng ta chỉ cần có ít nhất một đầu là active thì port channel có thể được thiết lập Nghĩa là các bạn cấu hình hai đầu active hoặc một đầu active, một đầu passive cũng được. Tuy nhiên mình recommend các bạn nên cấu hình một đầu active và một đầu passive. Như vậy thì có thể giảm được vài mili giây để thiết lập được liên kết. Vài mili giây đối với hệ thống lớn thì cũng rất là quan trọng các bạn nhé. Vì khi mà LACP hội tụ ấy, thì nó sẽ kéo theo các giao thức khác như các giao thức định tuyến hay spanning tree hội tụ theo nữa. Nên chúng ta cần giảm đau tham càng nhiều càng tốt một vấn đề nữa là chỉ có mốt active mới gửi các gói tin LACP Còn passive thì chỉ phản hồi khi mà nó nhận được LACP packet chứ không tự gửi ra Do vậy thì chúng ta sẽ giảm được số lượng các gói LACP PDU trong mạng Vấn đề thứ hai liên quan đến băng thông và các tùy chọn load balancing Khi cấu hình port channel thành công thì chúng ta sẽ có một link logical với băng thông sâu ra sẽ bằng tổng băng thông của số member port Tuy nhiên thì không có nghĩa là nó sẽ hiệu quả như một link physical duy nhất. Ví dụ hai link 1 gig sẽ không thể bằng một link 2 gig được. LACP sẽ phân bổ traffic dựa trên phương thức hash chứ không phải là phân bổ ngang bằng nhau giữa hai link bằng round robin hay là các phương thức khác. Do vậy thì sẽ có trường hợp traffic sẽ được đẩy chỉ qua một link. Để dễ hiểu thì các bạn có thể hình dung như thế này. Hàm hash là hàm một chiều, với một kết quả đầu vào nó sẽ cho ra một chuỗi duy nhất. Ví dụ các bạn chọn load balancing hash trong LACP là suộc IP thì với bất cứ traffic nào xuất phát từ suộc IP đó, dù là duyệt web, FTP, SSH vân vân thì nó vẫn chỉ đẩy ra một cổng, do đầu vào của hàm hash chỉ là suộc IP. Do vậy nó không quan tâm đến đích hay dịch vụ là gì nên kết quả là có nhiều traffic được đẩy qua chỉ một cổng. Do vậy trong hầu hết các trường hợp tốt nhất thì các bạn nên sử dụng cả suộc dest IP và cả TCP, UDP, port nếu có thể. Như vậy thì mỗi một dịch vụ hay mỗi lượt truy cập khác nhau sẽ được đẩy qua các liên kết khác nhau. Ví dụ cùng là truy cập web HTTPS port 443 nhưng khi các bạn truy cập đến dân trí.com sẽ được đẩy qua một link và vnexpress thì sẽ được đẩy qua link khác do chúng có dest IP khác nhau. Tuy nhiên thì không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ toàn bộ, do vậy thì các bạn cũng phải tính toán cả hai đầu switch để cấu hình đồng nhất trên cả hai đầu port channel nhé. Các bạn cũng cần lưu ý hàm hash là một hàm nhị phân, do vậy thì khi thiết kế port channel, các bạn nên sử dụng số link là lũy thừa của 2. Khi đó số lượng link member sẽ là 2, 4, 8 và 16. Các bạn có thể xem trong slide với 2, 4 và 8 link thì traffic sẽ được chia đều trên số member, còn các trường hợp khác thì sẽ có một số link sẽ có nhiều traffic hơn. Vấn đề cuối cùng liên quan đến việc các link member bị lỗi. Khi mà một link bị lỗi thì các giao thức ở Ether Channel Dynamic sẽ tự động phát hiện loại nó ra khỏi port channel, tính toán lại hàm hash và phân bổ lại các traffic sang các link khác. Tuy nhiên chúng ta sẽ gặp vấn đề với các giao thức như là Spanning Tree hay các giao thức định tuyển động. Mặc dù các giao thức sẽ chỉ nhìn thấy một link logical duy nhất, tuy nhiên vấn đề vẫn có thể xảy ra do cost của link thay đổi. Ví dụ với Spanning Tree, chúng ta có một link DHCP 20GB được tổng hợp từ hai link 10GB. Khi một link down thì chúng ta chỉ còn một linh DHCP 10GB bằng COS với một physical 10GB. Đây sẽ là nguyên nhân gây ra các trường hợp hội tụ lại để lựa chọn lại đường dẫn tốt nhất. Một cách để xử lý vấn đề này là các bạn cấu hình một giá trị COS cụ thể cho port channel. Khi đó giá trị cost sẽ không thay đổi khi member link down và kết quả là sẽ không có hội tụ lại của các giao thức khác giảm đau tham trong mạng. Tuy nhiên, với một số hệ thống thì có thể nó sẽ không tối ưu. Ví dụ như bạn đang cấu hình nhiều link vào một port channel, nhưng các link down nhiều và chỉ còn đúng một cổng up dẫn đến tốc độ chậm. Trong trường hợp này, các bạn có thể cấu hình minimum link trong port channel. Ví dụ các bạn cấu hình minimum link là 2, thì port channel phải có tối thiểu 2 link up thì port channel mới up. Còn dưới hai cổng thì port channel sẽ down và lúc đó các switch sẽ tìm kiếm các tuyến được tốt hơn Ngoài ra thì còn một số recommend khác về lựa chọn cổng, ví dụ các dòng switch stack hoặc có nhiều lai like card như các dòng chassis thì chúng ta nên sử dụng các cổng trên các switch khác nhau hoặc các lai like card khác nhau. Trên server mà có hai card network khác nhau thì các bạn cũng nên sử dụng hai cổng trên hai card đó để dự phòng cả phần cứng nữa nhé. Ok, trên đây là một số recommend khi các bạn thiết kế port channel. Nó đều được đề cập trong các khóa đào tạo của các hãng rồi. Tuy nhiên khi triển khai thực tế đôi khi chúng ta thường không chú ý đến. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay thắc mắc nào hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và nhớ like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những cái video mới nhất từ Sentity Shop bạn nhé.